Kỹ năng sống cho bé. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng giặt quần áo bằng tay. Bây giờ mình sẽ mang quần áo bẩn để đi giặt. Kỹ năng sống cho bé. Các bạn phải vờ đi vờ lại quần áo bằng nước sạch cho đến khi nó hết sạch phòng thì thôi. Thank you.
quá. Để...